Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài cuối cùng trong chương trình học chữ Hán N5 cùng với mình trên website dungmori.com. Và bài số 20 ngày hôm nay sẽ là một bài hơi đặc biệt một chút. Bởi vì sao? Bởi vì là trong tất cả các bài học chữ Hán của mình chúng ta có 20 bài phải không nào? Thì từ bài 1 cho đến bài số 19, ngoại trừ bài số 11 sẽ là một bài ôn tập đúng không? Thì đều là những chữ Hán nằm trong chương trình N5 và là những cái từ chữ Hán mà nó xuất hiện trong các bài học của Minnano Nihongo xuyên suốt từ N5 cho đến N4. Tuy nhiên, bài số 20 này chúng ta sẽ học về 7 chữ Hán. Đây sẽ là 7 chữ Hán mà nó là những cái từ vựng mà chúng ta không tìm thấy ở trong cuốn giáo trình Minnano Nihongo phần từ vựng đúng không nào? Tuy nhiên thì 7 chữ Hán này nó lại nằm trong cái gọi là list giới hạn danh sách những cái chữ Hán của chương trình TGLPT N5. Chính vì vậy mà mình sẽ thêm nó vào bài số 20, tức là bài ngày cuối cùng hôm nay. Bài cuối cùng ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau học, để các bạn nếu như mà có đi thi sẽ không bị bỏ sót, nếu mà chúng ta gặp những cái từ này sẽ biết cách đọc nhá. Hay thì với chữ Hán đầu tiên, chúng ta sẽ gặp chữ Hán đầu tiên đó là từ chúc. Chúc này là gì nhỉ? Chúc này trong từ che, từ chúc ấy, đúng không nào? Chúng ta có từ take. À đây, mình sẽ nói về từ đã nhá. Chúng ta có từ gì nhỉ? Từ chúc này, cây tre, cây trúc này, hay là từ chúng ta có từ rừng trúc nhá, rừng trúc. Rồi, rừng trúc thì các bạn sẽ nhìn thấy viết như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6 snap. Thì cái này nó là mô phỏng của những cái cây thanh trúc ấy mọi người, cây trúc, cây tre đấy. Đây, chỗ này như kiểu là cái thanh cây đúng không? Cái này nó mọc chồi ra cái lá này. Đó, các bạn sẽ nhìn hình ảnh để hình dung ra cho dễ nhá. Đó, từ trúc, từ tre của chúng ta. Về cách đọc của nó các bạn sẽ nhớ cho mình nhá. Tre, trúc đọc là take. Và cái từ này tí nữa chúng ta mới học cơ. Tí nữa thì chúng ta sẽ học là rừng đúng không nào? Tuy nhiên cái từ trúc này khi mà nó ghép với những chữ Hàn khác sẽ đọc là chiku nhé, chiku. Thì cả cái từ này sẽ đọc là chikurin nhé, chikurin. Chikurin là rừng trúc đúng không nào? Chikurin là rừng trúc. Hay, và các bạn sẽ ôn lại cho mình nhá. Thứ nhất đọc là take. Thứ hai là chikurin, chữ rin thì tí nữa mình sẽ học thôi nhá. Chikurin. Rồi, đó là chữ chúc đầu tiên. Nếu mà đi thi gặp từ này thì nhớ phải cảm ơn cô Thanh nhá. Nhưng mà học N4, đi thi N4, N5 đúng không nào? Tiếp theo chúng ta học từ thứ hai, từ bối. Bối này là gì nhỉ? Bối này là con sò. Con sò là kai, trong tiếng Nhật là kai. Và ngoài ra cái từ này ok, chúng ta chỉ cần nhớ cho mình là kai thôi nhá. Kai thôi. Ok, hay kai là con sò. Con sò thì chúng ta nhìn thấy nó có, thứ nhất là trong chữ Hán này có mắt đúng không nào, và có cái chân đúng không nào, chúng ta tưởng tượng. Nhưng mà các bạn hình dung cho mình, nhìn hình con sò nhá. Các bạn hình dung là các bạn có thấy là con sò có bao giờ chúng ta nhìn thấy mắt với cả chân của nó? Đấy, con sò không có mắt, không có chân, nhưng mà người ta lại lấy từ mắt, lấy cái mắt và cái chân để miêu tả con sò. Nên là các bạn sẽ nhớ nhá, con sò nó không có mắt, không có chân, nhưng mà lại được viết bằng chữ Hán có cái mắt, cái chân, như vậy nhá. Hay, con sò thì không mắt, không chân. Hay. Rồi, với con sò chúng ta đọc cho mình là cai thôi đã. Nhớ cho mình cách đọc là cai thôi nhá, không cần phải nhớ từ khác nữa đâu. Chị nào yên tâm là học trong chương trình N5, N4 chỉ cần nhớ từ cai thôi đã. Hay, cai để snap, cai. Được chưa nào, cai. Tiếp theo chúng ta có chữ gì đây nhỉ? À đây, chữ lâm đây rồi. Lâm là rừng đúng không nào? Lâm là rừng, bao gồm có mấy cây đây? Hai cái cây đúng không nào? Rừng, đọc là hayashi. Tí nữa vào kia mới đọc chứ đúng không? Và nó ghép với một từ nữa. Đây, từ lâm đúng không? Tí nữa ghép với một từ này, từ mori. Chúng ta có từ Nihongo no mori hay là dũng mori nhé. Chính là cái từ này này. Thì nó sẽ ghép với từ này, sẽ tạo thành từ rừng cây cơ. Thế các bạn tưởng tượng thôi, lâm, lâm là rừng, rừng thì ghép bởi những cái cây đây. Đó, cây nhá. Hay, nhớ cho mình cách đọc là hayashi, và chỗ này đọc là shinrin. Shin này thì nó sẽ đọc học nhá, shinrin. Hay là từ chikurin vừa nãy chúng ta vừa học đúng không nào? Chikurin. À, đây. Chikurin. Chỗ này đọc là chikurin nhé. Rin mà, đúng không nào? Hay, cùng nhau ôn lại nhá. Thứ nhất đó là hayashi. Cái tên này rất là được hay được người Nhật dùng để gì nhỉ? Để đặt tên đúng không nào? Hayashi. Và đây là shinrin nhé, shinrin. Rồi. Tiếp theo chúng ta học từ sâm. Sâm này là, sâm này cũng là rừng, nhưng mà rừng này là rừng có 3 cái cây. Thế thì ok, thế khác nhau gì với cái chữ lâm vừa nãy nhỉ? Chúng ta nhìn thấy nhá, vừa nãy chữ lâm vừa nãy có 2 cây. Thế bây giờ chữ sâm này thì có 3 cái cây. Khi mà mình đọc các tài liệu về chữ Hán của tiếng Nhật thì người ta nói là rằng là gì nhỉ? Người ta hay bình thường họ hay
Bình thường người bình thường hay có cách giải thích rằng gì nhỉ? À, rừng này khác rừng này ở cái điểm là gì nhỉ? Rừng này thì ít cây hơn, rừng này thì nhiều cây hơn đúng không? Tuy nhiên thì khi mà mình xác nhận lại với các thầy cô giáo là người Nhật Bản thì họ còn nói là gì nhỉ? Cái việc mà dùng rừng trên hay là rừng dưới thì nó đôi khi nó không phụ thuộc vào cái số lượng cây đâu, mà gì nhỉ, mà đôi khi hiện nay người Nhật họ dùng khá là gọi là gì nhỉ, dùng đôi khi là dùng theo khá là kiểu tùy hứng ấy, hay là bởi vì sao nhỉ, vì chúng ta khi thấy họ người Nhật ấy, khi mà họ nhắc về con sông rừng rậm Amazon chẳng hạn đúng không, thì họ rừng rậm Amazon rất là nhiều cây đúng không, nhưng mà họ lại không dùng cái cây này, không dùng cái từ này, mà lại họ dùng cái từ này cơ. Thế nên là thôi chúng ta nhớ cho mình nhá, từ này đọc là Hayashi, từ này đọc là Mori cho mình nhá. Mori đó, Mori là Nihongo no Mori đây, hay là Dũng Mori đây nhá. Mori và Shinrin ですね, Shinrin thế nào, Shinrin sẽ là rừng cây nhá, Mori và Shinrin như nào. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang chữ Hán số 5 ngày hôm nay là chữ Hán. Chữ này không có âm Hán Việt của sang tiếng Việt mình đúng không? Nhưng mà chữ này chúng ta sẽ đọc là Hatake. Hatake này mọi người biết là gì không? Hatake này là ám chỉ những cái ruộng trồng rau, ruộng khô nhá. Ruộng khô. Thế thì vì nó là cái ruộng khô thế nên là các bạn sẽ nhìn thấy cách viết nó như sau nhá. Cách viết của nó ruộng khô thế nên là nó sẽ không có nước mà nó có gì nhỉ? Có lửa. Và đây là thửa ruộng của chúng ta nhá. Các bạn sẽ nhớ từ hatake. Đây, cách đọc ở gì nhỉ? À, cách đọc của nó là hatake như thế này. Hatake. Nhớ để chúng ta phân biệt với cái loại ruộng này này. Ruộng này, đây cái chữ điền bình thường của chúng ta đúng không? Chữ này là đây, chúng ta có một từ là từ tambo là ruộng nước nhá, ruộng để trồng lúa nước ấy. Còn đây là hatake này là có cái lửa trong này nên là gì nhỉ? Là ruộng khô, là ruộng chuyên để trồng trồng rau nhá. Và các bạn sẽ đọc lại từ này cho mình nhá. Đó là từ hatake. Chưa nào? Hatake. Tiếp theo chúng ta sẽ học về từ môn. Từ môn này là gì nhỉ? Môn này là cánh cửa. Thực ra trong suốt quá trình học về chữ Hán từ bài 1 đến bài 19 mình đã dùng cái bộ môn này khá là nhiều lần để giải thích cho các bạn về những từ vựng khác. Ví dụ từ kikimasu đúng không nào? Thế thì môn hôm nay là cánh cửa nhá. Thì chúng ta sẽ gặp những cái từ này trong từ gì nhỉ? Senmon này hay nyūmon hay đứng một mình không sẽ đọc là mon. Mon. Ok. Thì đây nó chỉ là mô phỏng của gì nhỉ? Của cánh cửa của chúng ta thôi. Chưa nào? Thế thì sau này các bạn sẽ gặp cho mình cái cách đọc của nó trong một vài từ, ví dụ từ senmon. Senmon là gì nhỉ? Là chuyên môn hay là nyūmon? Nyūmon là nhập môn đúng không nào? Ví dụ nhập môn tiếng Nhật cơ bản chẳng hạn đấy, cái từ nyūmon nghĩa là như vậy nhá. Hãy và cuối cùng chúng ta sẽ học chữ Hán. À quên, mọi người sẽ luyện lại cho mình nhá. Đọc là senmon này. Có một cách đọc duy nhất thôi là môn này nhé. Nyūmon. Nyūmon. Hãy. Chưa nào? Và cuối cùng chúng ta sẽ học chữ Hán cuối cùng ngày hôm nay từ nham. Nham này là gì nhỉ? Nham này là nói về những cái hòn đá rất là to, những cái dốc đá, vách đá ở núi nhá. Ở núi hay là bờ đá đấy, rất là to, đúng không nhỉ? Nó khác với từ ishi là hòn đá là như vậy, đúng không nào? Thế thì nham này thì cách viết đầu tiên chúng ta thấy có bộ à có cái gì nhỉ? Có cái núi ở trên đúng không nào? Bên dưới là hòn đá đúng không? Thì sẽ là gì nhỉ? Hòn đá, những cái hòn đá ở trên núi thì sẽ là những cái tạo ra những cái vách đá, dốc đá người ta gọi là nham. Nham này sẽ đọc là iwa. Iwa, các bạn hình dung được chưa? Iwa. Iwa như vậy nhá. Nhớ chưa nào? Mày cùng quay lại nhá. Ishi sẽ như này đúng không? Ishi là viên đá đúng không nào? Bây giờ đá ở trên núi thì sẽ là nham đúng không nào? Nham. Hay, ok chưa nào? Hay rồi, sau này những chữ Hán này khi mà chữ Hán này chúng ta gặp về sau này khi nó ghép với những từ vựng khác để tạo thành chữ Hán. À, ghép với chữ Hán khác để tạo thành từ vựng thì nó sẽ đọc là gan nhá, gan. Ví dụ chúng ta sẽ gặp từ dung nhan á. Đó. Hay rồi, chữ này sẽ đọc là iwa nhé, iwa. Ok, đó là về 7 chữ Hán mà hôm nay chúng ta học trong bài cuối cùng này. Và bài cuối cùng rồi các bạn sẽ cùng nhau ôn lại bằng bài tập nhé. Câu số 1 này, gì nhỉ? Take. Take o takusan tabemashita. Hay thì câu take o takusan tabemashita chúng ta hiểu là ăn đúng không? Ăn gì nhỉ? Ăn tre. Thì ví dụ chúng ta hiểu như là con gì nhỉ? Con gấu trúc panda nó sẽ ăn tre, ăn trúc đúng không nào? Câu số 2 này. Kyoto ni yūmei na chikurin desu ne. Chikurin ga arimasu. Ở gì nhỉ? Ở Kyoto thì có một gì nhỉ? Có một rừng trúc rất là nổi tiếng. À, các bạn có thể nhìn bức ảnh ở đây đúng không nào? Rừng trúc rất là nổi tiếng ở bên Tokyo. Nếu các bạn có dịp đến thăm Tokyo, à Kyoto thì sẽ thì nhất định là hãy đến thăm đây nhá. Câu số 3 này. Kai desu ne.
Kai de ie o tsukurimashita là gì nhỉ? Mình xây nhà, mình tạo một ngôi nhà bằng bằng sò đúng không? Bằng sò. Hay câu số 4 này, câu số 4 là gì nhỉ? Hayashi. Ok. Hayashi ni ki ga takusan arimasu. Ở trong rừng thì có rất là nhiều cây. Câu số 5 này. Nihon no shinrin. Nihon no shinrin wa totemo kirei desu. Những cái gì nhỉ? Khu rừng ở Nhật Bản rất là đẹp đúng không? Câu số 6 này. Mori no naka de, né? Mori no naka de hiru gohan o tabemasen ka? Là gì nhỉ? À, cậu có muốn ăn gì đây? Có muốn ăn trưa ở trong trong rừng không? Đấy. Câu số 7. Câu số 7 sẽ là gì nhỉ? Hatake ni, né? Hatake ni uma ga takusan imasu. Ở trên ruộng, à, trên cánh đồng thì có rất là nhiều con gì nhỉ? Con ngựa, né? Câu số 8 này, sen mon wa nan desu ka? À, chuyên môn của bạn là gì đúng không nào? Câu số 9 này, okina iwa o ne motsu koto ga dekimasu ka? Cậu có thể gì nhỉ? Cậu có thể mang hay vác một cái viên gạch, à, một cái tảng đá to không? Hay là câu số 10, từ này sẽ là cả một cụm từ đúng không? Yogan, yogan là dung nham ne. Các bạn nhớ mình từ này nhá. Yogan o shitemasu ka? Cậu có biết dung nham không? Đúng không? Dung nham là cái gì không đấy? Được chưa nào? Hay như vậy đến đây là chúng mình đã kết thúc xong trọn vẹn 20 bài chữ Hán trong chương trình N5. Và hy vọng rằng là với những bài học mà mình đã truyền tải cùng với các bạn trong qua các clip trong phần chữ Hán học tại website dungmori.com trong chương trình học N5 như này, thì các bạn đã cảm nhận được thấy rằng là gì nhỉ? Học chữ Hán không hề khó như mọi người vẫn thường đồn đại đúng không nào? Và cũng rất là mong là các bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều hứng khởi với mỗi cái bài giảng ở trên website Dũng Mori của chúng mình. Và hãy hẹn gặp lại các bạn nếu như có ai đó sẽ tiếp tục theo học chúng mình lên tiếp các khóa học N4, N3, N2, N1 sau này nhá. Và nhất định là hãy thành công với tiếng Nhật mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các bài giảng của mình và tất cả các thầy cô giáo trên Dũng Mori nói chung. Cảm ơn sự đồng hành của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất là nhiều và sau này sẽ còn mong các bạn luôn luôn ủng hộ mình hơn nữa. Hãy, minasan, otsukaresama desu. Bye bye!